rồi. Ba mẹ con chúng mày không trốn đâu. Về mà lo đền bù cho người ta đi. Mẹ lại định chạy trốn đúng không? Tại sao lần nào người ta chuyện mẹ cũng muốn bỏ trốn rồi vứt con lại một mình để giải quyết hậu quả thế hả mẹ? Trốn đâu mà trốn? Trốn đi đâu? Tại sao? Mày... Nát! Tại sao ta là tên rồi? Em sẽ không đồng ý đâu. Anh biết tính em mà. Em không phải làm như vậy. Mình cố gắng được mà.